Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê Dứa Xây nhé. Bây giờ mình xin thời sự với mọi người một tin khá là vui trong ngày đó là mình mà mới vừa phát hiện một số tiểu bang khá khá tiểu bang nước Mỹ bao gồm Texas, New York, California đều và nhiều tiểu bang khác nữa mà mình chưa có nhớ, nhớ, tên hết là tạm thời chưa có cho các tiệm nail sửa tóc mở cửa thì đối với mình mình thấy cái tin này nó khá là vui vui đây là trước tiên nó an toàn cho nha. các anh chị nào làm trong ngành ngày neo chứ không có phải là vấn đề gì hết đó. Dĩ nhiên là mở cửa ra thì uh, cái đó là nhu cầu bây giờ thì uh, phải trả tiền uh, thuê mặt bằng phải cần kinh doanh để kiếm tiền rồi thợ uh, các anh chị làm neo thì cần phải đi làm kiếm tiền hay là tóc gì đó phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình trả bills này đồ này kia là coi như mà biết rồi phải không cái chuyện đó lại cũng biết rồi vấn đề là hiện giờ nó chưa phải mình cảm thấy bây giờ nó còn nguy hiểm một chút không? như mọi người thấy rồi à, nước mỹ á, mỗi một ngày tăng vài chục ngàn ca mấy ngàn người chết không? thành ra nếu mà mà trong khi đó neo xíu tóc là những ngành nghề mà tiếp xúc rất là gần chính xác không phải gần nữa mà là đụng luôn Tức là con virus nó có thể dễ dàng di chuyển từ người khách sang người thợ, từ người thợ sang người khách Và những người đó khi về nhà họ có thể dễ dàng lây lan cho người nhà của họ rồi Khi mà họ ra đường với người nhà họ ra đường Có thể dễ dàng lây lan cho cộng đồng Mọi người thấy không? Nó di hiệu ứng di truyền di lây lan mà di truyền cái đó thì nó quá là nguy hiểm đi Cái này Cái đó là chưa kể là gì Thấy không? cái dịch bệnh của corona này nó vẫn là một loại bệnh không có thuốc trị ha cũng không có thuốc đặc trị ha còn, còn vaccine nó là chuyện của năm sau ha trong khi đó mà mỗi một ngày á ha nếu mà dĩ nhiên là bây giờ người ta đang nóng lòng mở cửa lại kinh tế thì có như một số tiểu bang nó cũng cho mở cửa lại nhưng mà cái nguy cơ nó vẫn còn ở đó mọi người nhớ tại vì con virus nó đâu có đi đâu đâu nó nó đâu có tự nhiên mà nó biến mất ha nó vẫn còn lây giãn ở đó và chưa kể nó là gì còn cái miếng mấy cái đồ bảo hộ trong tiệm nail rồi đó mình thấy nó cũng không có giúp ích được gì nhiều hết à, tại vì chẳng hạn như cái miếng trắng này mọi người miếng trắng dùng để mà cản ho uh, với hắt xì thì cái đó cũng ok đó vấn đề là nếu thường mấy người khách nếu mà họ đi làm mà uh, nail làm tóc gì đó, chắc họ cũng uh, đeo khẩu trang thôi và thứ hai nữa nếu mà họ ho với hắt xì thì nó đâu phải là cái cái bọt nước nó đi một đường thẳng để mà nó bay cái dèo chúng như cái miếng trắng đó Thấy không? nó có thể bay uh, uh, nó tú ra uh, giống như là cái dòi nước vậy nè ha mà chưa kể là những cái hạt li ti nó sẽ động lại không khí một thời gian sau đó ha rồi nó bị uh, cái lực gió di chuyển uh, cái air turbulence uh, nó sẽ di chuyển nó làm cho nó lơ lửng trong không khí một thời gian nó khi đó là gì nó có, có thể vượt qua lá trắng nó gớt tới một vị trí khác đó. khi đó nó ô nhiễm vị trí khác người à, nó có thể lơ uh, lửng trong không khí trong lúc mọi người đi ngang qua tức là gì nó có thể dính lên khẩu trang tóc tai một mũi quần áo mọi người à, rồi rồi cái uh, tiền uh, cũng có thể bị phơi nhiễm virus nếu mà người khách đó cái tay họ dính virus nói chung là có rất là nhiều vậy uh, nước sơn người ghế ngồi rồi dồi nước nói chung là uh, tầm lông hết uh, rồi uh, kèm, người vũa, rồi dúa rồi ôm mà nói chung là hàng trăm lý do hàng ngàn lý do để mà mọi người có thể bị phơi nhiễm virus. Còn, cái đó là chưa kể nữa, không? và dĩ nhiên giữa lúc mà đại dịch đang hoàn thành như vậy thì đó là một cái chữ nguy hiểm vô cùng tại mọi người tương tự Trên toàn nước Mỹ này có mấy trăm ngàn cái tiệm nail, tiệm tóc, với bao nhiêu trăm ngàn con người đang làm việc, với bao nhiêu người khách nữa, Đấy không thì chỉ cần vài phần trăm số người đó họ bị nhiễm bệnh thôi là mọi người sẽ thấy được cái sự lây lan trong cộng đồng nó lớn như thế nào tới đây là mọi công sức mà cách ly xã hội trong vòng mấy tháng qua là coi như đổ sông đổ biển hết tại vì khi đó nếu mà bất cứ cái nơi nào bất cứ thành phố nó hay tiểu bang nào mà chỉ cần nó nó bớt đi cái tự nhiên có dài tiệm neo xa tiệm tóc mà nó như bị trở thành ổ dịch giống như là mình diễn thuyết nãy giờ thì khi đó là là nó sẽ dễ dàng lây lan cho toàn thành phố lễ dễ dàng lây lan cho toàn tiểu bang để mà cả nguyên cái tiểu bang bùng nổ trở lại làn sóng thứ hai là coi như là mọi công sức rồi đó giờ coi như là đổ sông đổ biển hết tại vì à, cách giảng xã hội tháng qua là coi như là chỉ muốn làm chậm cái quá trình lây lan của virus mà bây giờ vô tình làm cho virus nó lây lan nhanh hơn nữa thì mọi người thấy những cái công lao đó coi như là hoài công phí sức hết thành ra là mình cảm thấy nên để từ từ hãy cho mấy tiệm nail sửa tinh tóc mở cửa trở lại Dài à, tháng nữa mở cửa trở lại là thích hợp tại vì dài tháng nữa là chắc chắn cái số ca nhiễm bệnh với số ca tử vong nó phải giảm nhiều so với thời bây giờ thôi mình chỉ chưa muốn chia sẻ một số ý kiến nho nhỏ của mình vậy thôi nhé anh chị nếu thích hay không thích gì cũng được cái chửi mắng gì mình nhé thank you bye, bye.